Trời, hello các bạn, mình là Âu nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn tất cả các bạn đến tham quan một cái tiệm cá cảnh nằm trên đường Hồ Thị Hương ở số 534. Tiệm cá cảnh này là tên là Nhật. Thì mình và bạn mình có một vài người bạn thì là những người rất là đam mê cá cảnh. Thì khi mà rảnh rỗi thì tụi mình hay đi tham quan các tiệm cá cảnh, rồi đi vòng vòng đây đó, nơi nào mà có cá là tụi mình vô à. Đây là một cửa hàng điển hình mà mình thường xuyên ghé tới và mua đồ ở đây. Đó, phía ngoài của cửa hàng này thì có trưng bày khá là nhiều cây thủy sinh, hồ, hai hồ tầng trên và tầng dưới với giá rất là rẻ các bạn, từ 2 cho đến 30 ngàn một chậu thôi. Đó, ở đây thì cá vô hũ vậy là cá trống hết á. Con này trống mái. Con này trống mái. Giống mái quá, nhưng mà có vẻ là chắc cá trống á nên mới bỏ lên đây thôi. Cá mái thì nguyên một hồ nè. Cảm ơn anh, tất cả mọi con ở trên đây đều là trống hết con. Đúng rồi, trên vàng này là trống hết. Đúng rồi. Nhưng mà đôi lúc có lẫn vô một hai mái. Đó, đúng rồi. Con mái nó lúc hàng người ta giao về á, mà ra lúc mình thì nhìn rằng một mấy quả thì nhìn cũng ra. Đây này là trống ra số, còn dưới là mái, mái dưới này. Ở khu vực bên đây thì cái hồ này mình thấy có rất là nhiều cá chép Nhật. Cá chép Nhật ở đây thì bán với giá là 3, 4 hoặc 50 ngàn tùy size, tùy kích cỡ ha. Đó. Đây mình thích nhất là cái dòng cá chép Nhật này. Đây hình như nó cũng lai lai với lại cá bạch đuôi hay sao, nhìn thấy kỳ kỳ. Được cái là anh chủ tiệm ở đây rất là vui vẻ các bạn. Theo mình nghĩ anh á, là một người rất là đam mê cá cảnh chứ không phải là một người chỉ mở ra kinh doanh không. Còn bên đây là cá bảy màu, rồng, rồng đỏ, rồng xanh luôn ha. Cá màu là một loại cá rất là thông dụng và rất là dễ nuôi. Nuôi ở bất cứ một điều kiện nào nó cũng rất là dễ sống và phát triển các bạn. Ở đây thì mình đơn giản thôi, một cái hồ rất là đơn giản, một cái chậu xi măng ở ngoài trời thôi cũng có thể nuôi loài cá này rồi. Và sinh sản rất là nhiều, lúc mà nó sinh sản và kiểm soát không nổi luôn. Đây là cá ông tiên. Mình thì cũng thích là cá ông tiên này. Nếu mà nuôi một cái hồ mà biotop, nuôi một cái hồ biotop nuôi ông tiên với lại cá dĩa là rất là đẹp. Dạng biotop là cái kiểu như là mô phỏng thiên nhiên, mô phỏng những cái con suối. Bây giờ anh mở các cái ngăn của cá beta ra để cho nó khè, nó phùng mang lên thì nhìn nó mới đẹp. Bình thường người bán người ta hay ngăn lại bằng các tấm giấy để cho nó mấy con cá nó không mất sức á. Lâu lâu khi nào mà cần xem thì mở ra thì các con cá nhìn mới thấy được, nó phùng lên thì mới dễ thấy được cái hình của nó. Ở đây có một con cá Dumbo rất là đẹp, lại phướng. Này Dumbo. Ồ, hai cá này xuất sắc quá. Dumbo mà có màu của phân si. Bô lái phướng, còn bên đây là xanh mà vây trắng hơi ngả màu xanh. Còn bên đây là tư tưa. Bên đây hai hồ bên đây cũng tư tưa hết, mấy cái bọ con bóng nên đó là nó nhả ra để thường á là nó khi mà con cá đực với cá cái mình giao phối với nhau á thì hay nhả bong bóng ra để nó nhả con lên trên đó.
khi mà con cái có bong bóng đó, con cái nó sẽ đẻ trứng lên những bong bóng đó, rồi con đực nó sẽ là rải tinh trùng. Anh tự mình bán vậy có Facebook của nó lên cái những cái bong bóng đã có trứng sẵn để đăng cá lên rồi cho con nó sẽ ổn ghê. Sẽ sống một thời gian rất là ngắn ở trên những cái bong bóng này. Có Facebook lâu lâu qua post cái hình gì lên cho đẹp. Cửa hàng mình là số bao nhiêu vậy? Anh số điện thoại là 038 038 7271 7271 079 Điện Nhân á. Nhân dạ. Này, xe đẹp quay lên không nè. Số máy Hồ Thị Hương nha. Ở đây là địa chỉ là 334 đường Hồ Thị Hương đúng không? Thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Đối diện phòng khám Di Đồng Việt. Đối diện phòng khám Di Đồng Việt hả? Lẩu nướng Hàn Quốc gì đây nè. Dạ. Là một cam. Cam phân xi. Nó lên chậm nhưng mà nó lên là cái màu bánh điện, chứ không phải là hàng mà full mà kiểu bên kia người ta nuôi kỹ thuật mà về mà nuôi đúng là nó rất. Nhưng mà cũng phải ta nên đèn đúng không? Ừ. Nó là cái full 5 mét xa này cao lưng á. Cao lưng khác. Quá bối hả? Quá bối. Còn bên hồ bên đây thì mình thấy có vài con cá rồng ngân long. Ngân long là một loài này rất là thông dụng và rẻ tiền. Bên đây là một con kim long hồng vĩ. Rồi ngoài bán cá ra thì anh Nhật còn bán rất là nhiều cái kiểu tiểu cảnh bằng gốm sứ. Cái này có cắm điện, tưởng nãy có vậy thôi chứ. Đâu, cắm điện nha, ban đêm nó sáng nó lấy nó thật. Dạ. Đây có cái này quay hay quá. Ồ, đây có cái tối nè.
rồi để mình quay cho bạn các bạn coi một số cái tiểu cảnh với lại hình nhân mà anh Nhật có bán ở đây. Đây là một vài câu cá cắm cần câu vô nữa ha. Hai người đánh cờ tướng, con hiềm thừ, rồi bác tiểu phu, mấy chú tiểu, rồi trên đây là bác tiên hay gì đó, ui trời tùm lum hết. Rồi bên đây chú bé ngồi chân trâu nè, nàng tiên cá nữa. Nàng tiên cá đợi con cọp. Cọp này chứ tiểu cảnh thôi chứ không có bỏ vô hồ được. Rồi tháp chùa. Ở trên đây thì có tháp đẹp bàn. Đặt mấy cái tháp đẹp quá. Tháp này để cho hồ nông bộ ngoài trời thì quá xuất sắc luôn. Phật nữa. Dạ, trên đây mấy cái tượng này hơi bự nha. Rồi một cái bonsai để hồ cá. Ở đây thì mình thấy có rất là nhiều hồ để bán cá bể màu. Tại cá bể màu rất là thông dụng, rất là nhiều người mua đây. Bán rất là nhiều các bạn. Đây một con cá chuỗi kiến màu vàng. Nhìn chung thì tất cả các loại cá mà anh Nhật bán ở đây thì đều rất là khỏe mạnh. Dạ nước thì như thay hàng ngày hay sao mà nước rất là trong, nước trong veo. Dạ. Tiếp tục hồ cá tiếp Nhật. Rồi bên đây là hồ cá muống ngắn lùng ha, bảy màu. Trên bên trong là có vài cọng rong la hán. Để cá màu này đẻ này hay đẻ trên mấy cọng rong. Rồi bên đây là hồ cá. Cá này là cá quả tiễn. Rồi cá hổ tướng quân. Đây là cá chuột. Cá chuột đen và cá chuột vàng, chuột Mỹ. Đây là cá rắn chu. Omega huyết. Dòng cá ba đuôi nhưng mà hình thái nó rất là kỳ dị. Nhìn bơi cũng nổi luôn, kiệt sức. Hồng kim. Nó dặn nó bắt la hán để cho nó chịu con nào.